Hả? Thì đây là lần thứ mấy rồi? Nói nó còn bị bậy như này. Không lạy nữa. Không lạy nữa. Im. Đứng đấy phạt. Không lạy nữa. Xin hỏi cái gì? Bực lắm rồi đấy. Không nuôi nữa nhá. Ra ngoài đường. Đứng yên đấy. Không lạy nữa. Đứng yên đấy. Cứ giơ tay lên là lạy à hả? Đánh thử một trận nhá. Thì ủ mỏ ra nhá. Chỉ có lạy lục ăn xin là nhanh thôi. Dậy. Suốt ngày chỉ lạy thôi. Lạy mãi mà cuối cùng vẫn cứ đánh bậy là sao? Xin ăn với cả lạy thì nhanh. Đáo lếu. Nuôi nó. À, tao không quan nó thì mày không lạy là hả? Mất dạy này. Lạy không tha nó. À, lạy đây. Mất dạy. Làm gì nó nhìn được vậy nó. Lạy lục và xin suốt thôi. Đứng yên đấy. Đứng yên đấy.